Chào bạn, trong video này mình sẽ giới thiệu đến bạn sơ đồ tóm tắt những kiến thức cần thiết trong phổ cộng hưởng từ hạt nhân của proton. Và hầu như những kiến thức liên quan đến phổ proton thì đều có thể áp dụng cho phổ carbon C13. Đối với phổ proton NMR, thông thường chúng ta sẽ chú ý đến 3 yếu tố. Thứ nhất là độ dịch chuyển hóa học, thứ hai là sự chẻ mũi của các tín hiệu, thứ ba là tích phân của từng cái vùng tín hiệu. Đối với những phổ carbon C13 hiện đại thì người ta thường sẽ sử dụng cái loại phổ carbon đã khử ghép. Vì vậy mà chúng ta sẽ không nhìn thấy sự chẻ mũi và cũng không có giá trị tích phân, mà chúng ta chủ yếu chỉ chú ý đến độ dịch chuyển hóa học của các tín hiệu carbon trong phổ carbon C13. Đối với tích phân của vùng tín hiệu trong phổ proton thì tích phân này sẽ tỷ lệ với số lượng nguyên tử hiđro gây ra tín hiệu cộng hưởng. Ví dụ như mình vẽ một cái mũi đơn như thế này, thì tích phân của vùng tín hiệu có thể được thể hiện bởi cái dấu tích phân bên cạnh cái tín hiệu. Và chúng ta sẽ đo cái chiều cao của cái ký hiệu tích phân này. So sánh chiều cao của các tín hiệu tích phân với nhau, chúng ta sẽ biết được tỷ lệ số lượng proton. Các phổ ngày nay, đa số người ta sẽ không sử dụng cái ký hiệu tích phân này, mà cái giá trị tích phân sẽ được ghi trực tiếp bên dưới chân của cái tín hiệu. Ví dụ như cái tín hiệu này có 2 proton và chúng ta lấy cái tỷ lệ bằng với cái số lượng proton thì bên dưới chân của cái tín hiệu này cũng sẽ có một giá trị là số 2. Chúng ta quay lại với độ dịch chuyển hóa học. Độ dịch chuyển hóa học trong phổ proton sẽ cho bạn biết vị trí tín hiệu cộng hưởng từ. Đơn vị của giá trị độ dịch chuyển hóa học là ppm. Nếu bạn không muốn ghi ppm thì bạn có thể ghi cái ký hiệu Hy Lạp như thế này, đằng trước cái giá trị số của ppm. Ví dụ như tín hiệu của bạn nằm ở vị trí 3 ppm thì bạn có thể ghi là 3 ppm, hoặc là bạn ghi như vậy cũng được. Vị trí của các tín hiệu này là được so một cách tương đối với giá trị mà người ta lựa chọn làm chuẩn là giá trị của TMS. TMS là tetrametinsilane. Giá trị của TMS trong cả phổ proton lẫn phổ carbon đều được quy ước là nó có giá trị bằng 0 ppm. Hoặc là nếu như chúng ta không sử dụng TMS trong khi đo phổ thì chúng ta có thể hiệu chỉnh giá trị của dung môi mà chúng ta dùng để hòa tan chất về giá trị chuẩn. Ví dụ như nếu chúng ta sử dụng CdCl3 làm dung môi đo phổ thì giá trị chuẩn của CdCl3 thường sẽ là 7.26 ppm. Nếu như chúng ta dùng metanol D4 để đo phổ thì giá trị chuẩn của mỗi tín hiệu dung môi sẽ là 3.31 ppm. Nếu như chúng ta sử dụng DMSO D6 để đo phổ thì giá trị chuẩn trong phổ proton của nó sẽ là 2.5 ppm. Đối với phổ cộng hưởng từ, người ta có khái niệm là cái vùng trường cao và vùng trường thấp. Vùng trường thấp là vùng bên trái của phổ và vùng trường cao là vùng bên phải của phổ. Việc một mũi tín hiệu xuất hiện ở vùng trường cao hay vùng trường thấp là phụ thuộc vào sự chắn và sự giảm chắn. Nếu như cái tín hiệu xuất hiện ở vùng trường thấp thì ta nói là tín hiệu của cái hạt nhân bị giảm chắn. Còn nếu như tín hiệu xuất hiện ở vùng trường cao thì chúng ta nói là cái hạt nhân gây nên cái tín hiệu đó là hạt nhân bị chắn. Từ chắn ở đây có nghĩa là may electron hạn chế cái sự ảnh hưởng của từ trường bên ngoài lên cái hạt nhân. Nếu như cái may electron mà ảnh hưởng càng nhiều thì cần phải sử dụng một từ trường càng lớn mới ảnh hưởng lên hạt nhân để tạo nên tín hiệu cộng hưởng từ được. Vì vậy mà với những hạt nhân bị chắn nhiều thì cái vùng trường mà nó xuất hiện sẽ càng là vùng trường cao. Còn những cái hạt nhân mà có ít may electron bên ngoài thì cái từ trường bên ngoài dễ dàng tương tác với hạt nhân và tạo nên tín hiệu cộng hưởng. Vì chỉ cần sử dụng một từ trường thấp cho nên là cái vùng xuất hiện của những hạt nhân như vậy được gọi là vùng trường thấp. Do sự chắn và sự giảm chắn này là phụ thuộc vào lớp may electron bao bọc xung quanh hạt nhân, cho nên hạt nhân mà bị giảm chắn thì tương ứng với trường hợp mật độ electron thấp. Còn với trường hợp những tín hiệu của hạt nhân bị chắn thì tương ứng là mật độ electron xung quanh hạt nhân là cao.
Trong một phân tử thì mật độ electron thấp hay cao thì ảnh hưởng bởi những nhóm xung quanh của hạt nhân đó. Nếu như có những nhóm rút điện tử xung quanh thì nó sẽ làm cho mật độ electron của cái hạt nhân bị giảm xuống. Còn trường hợp mà mật độ electron cao thì do ảnh hưởng bởi những nhóm đẩy electron xung quanh. Ngoài ra thì mật độ electron cao hay thấp còn ảnh hưởng bởi hiệu ứng bất đẳng hướng từ. Hiệu ứng bất đẳng hướng từ gây ra do sự di chuyển của các electron liên kết pi hoặc là electron liên kết sigma, mà thường gặp chính là sự di chuyển của các electron liên kết pi, ví dụ như nhóm carbonin hay là vòng benzen. Các electron pi của những nhóm này tạo ra hiệu ứng bất đẳng hướng từ mà chúng ta thường gặp. Bây giờ chúng ta quay lại với sự chẻ mũi tín hiệu. Nguồn gốc của sự chẻ mũi tín hiệu này là do cái sự ghép cặp spin pin giữa hai cái proton với nhau. Do cái sự chẻ mũi được gây ra bởi sự ghép cặp spin pin của cái proton mà chúng ta đang xem xét với những cái proton xung quanh, cho nên cái sự chẻ mũi tín hiệu này sẽ ngụ ý số lượng nguyên tử hydro trên các nguyên tử carbon lân cận. Các nguyên tử lân cận này thường là nguyên tử carbon, nhưng nó cũng có thể là các nguyên tử khác như là nguyên tử oxy hay là nguyên tử lưu huỳnh. Mỗi một sự chẻ mũi thì được đặc trưng bởi hằng số ghép cặp. Ví dụ như hai hydro của nó đôi mà ở vị trí cis với nhau thì hằng số ghép cặp của nó sẽ nhỏ, mà hai hydro của nó đôi ở vị trí trans với nhau khi ghép cặp với nhau sẽ tạo nên hằng số ghép cặp lớn. Hằng số ghép cặp thì được ký hiệu là chữ Z và có đơn vị là hạt. Về số lượng mũi trong một nhóm tín hiệu thì chúng ta thường sẽ áp dụng quy tắc N cộng 1. Với N là số nguyên tử hydro tương đương nhau mà gây nên tương tác ghép cặp với cái hydro mà chúng ta đang xem xét. Với trường hợp mà N bằng 0, nghĩa là cái proton mà chúng ta đang xem xét không có ghép cặp với những cái proton xung quanh, thì cái tín hiệu xuất hiện sẽ là tín hiệu mũi đơn. Nếu như mà nó có ghép cặp với một proton xung quanh thì N bằng 1 và tín hiệu xuất hiện sẽ là tín hiệu mũi đôi. Nếu N bằng 2 thì tín hiệu của cái proton chúng ta đang xem xét bị ảnh hưởng bởi hai proton xung quanh sẽ xuất hiện ở dạng tín hiệu mũi 3. N bằng 3 thì sẽ xuất hiện ở dạng tín hiệu mũi 4. Tương tự, N mà bằng 4 thì proton mà chúng ta đang xem xét sẽ xuất hiện ở dạng tín hiệu mũi 5. Tỷ lệ chiều cao của các mũi trong cái nhóm tín hiệu thì nó sẽ giống như là tỷ lệ các số trong cái tam giác Pascal. Tam giác Pascal được vẽ như sau. Chúng ta sẽ so sánh cái chiều cao của mỗi cái nhóm tín hiệu với cái tam giác Pascal này. Với trường hợp N bằng 0 thì chỉ có một mũi tín hiệu thôi, cho nên tỷ lệ của mũi tín hiệu này chỉ có một mình nó, cho nên là số 1. Trong khi đó với N bằng 1 thì tín hiệu sẽ ở dạng mũi đôi và chiều cao của hai mũi đôi này sẽ tương ứng với giá trị là 1:1, nghĩa là có chiều cao bằng nhau. Với trường hợp mà được chẻ thành mũi 3 thì nó sẽ tương ứng với cái dòng số 3 của cái tam giác Pascal này, 1:2:1, nghĩa là cái mũi ở giữa của nhóm tín hiệu sẽ gấp đôi so với mỗi cái mũi bìa. Với trường hợp N bằng 3 thì nó sẽ theo cái tỷ lệ là 1:3:3:1, nghĩa là cái mũi bên ngoài nó sẽ chỉ bằng 1/3 của mỗi hai cái mũi bên trong. Với trường hợp N bằng 4 thì cường độ của mỗi cái mũi trong nhóm tín hiệu nó sẽ tương ứng với tỷ lệ là 1:4:6:4:1. Nếu như N mà càng tăng nữa thì chúng ta lại so sánh tiếp với những cái giá trị tiếp theo của tam giác Pascal. Để vẽ tam giác Pascal thì đầu tiên là bạn sẽ vẽ vị trí đỉnh của tam giác là số 1. Ở cái dòng tiếp theo thì bạn cứ lấy hai số bên cạnh của cái dòng trước đó bạn cộng lại. Ở bên trên là số 1, cho nên cộng lại thì mình xem như là 1 cộng với số 0. Vì vậy mà nó sẽ là số 1 và số 1. Ở mỗi một dòng thì ở bìa luôn luôn là số 1. Bây giờ mình đang tính toán cái dòng số 3
Cho nên mình sẽ dùng hai cái số ở dòng thứ hai để mình cộng lại với nhau và ra được cái giá trị của cái dòng thứ ba. Nghĩa là mình lấy 1 cộng với 1, mình sẽ ra được giá trị số 2. Tiếp theo đó tới dòng thứ tư thì ở bìa vẫn là số 1. Ở giữa thì cần hai giá trị. Mình sẽ lấy số 1 cộng với số 2, mình sẽ ra được giá trị số 3. Và mình cũng lấy số 1 cộng với số 2 ở đây, mình cũng sẽ ra được giá trị số 3. Ở dòng thứ năm thì bìa bên ngoài vẫn là số 1. Tiếp theo đó là mình lấy số 1 cộng số 3, mình sẽ ra số 4. 1 cộng 3, mình sẽ có giá trị số 4. Và giá trị ở giữa chính là 3 cộng với 3, mình sẽ ra được giá trị 6. Tương tự như vậy, tới cái dòng số 6 thì bìa bên ngoài vẫn là số 1. Bây giờ mình sẽ lấy 1 cộng 4 thì mình ra giá trị 5. 4 cộng 6 mình có giá trị 10. 6 cộng 4 mình cũng sẽ có giá trị 10. 4 cộng 1 mình sẽ có giá trị là 5. Tiếp theo nữa cũng tương tự, mình viết số 1 ở đây. 1 cộng 5 là 6, 5 cộng 10 là 15, 10 cộng 10 là 20, 10 cộng 5 là 15, 5 cộng 1 là 6 và bìa bên ngoài là số 1. Nếu như bạn tính nữa thì bạn sẽ có 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. Tương ứng với 1 cộng 6, 6 cộng 15, 15 cộng 20, 20 cộng 15, 15 cộng 6 và 6 cộng 1. Sau khi xóa những cái vòng tròn mà mình đánh dấu thì bây giờ bạn đã nhìn thấy được đây là ra hình dạng của tam giác. Cái này gọi là tam giác Pascal. Dựa vào tam giác Pascal này, mình sẽ biết được tỷ lệ cường độ của mỗi cái mũi tín hiệu trong phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Khi mà mỗi cái mũi tín hiệu này nó tuân theo quy tắc n cộng 1 thì nó cũng sẽ tuân theo quy tắc tam giác Pascal. Ở đỉnh của tam giác thì tương ứng với n bằng 0 trong công thức n cộng 1 mũi đơn. Tiếp theo là n bằng 1 tương ứng với mũi đôi. N mà bằng 2 thì tương ứng với mũi 3. N bằng 3 thì tương ứng với mũi 4. N bằng 4 thì tương ứng với mũi 5. N bằng 5 thì tương ứng với mũi 6. N bằng 6 thì tương ứng với mũi 7. N bằng 7 tương ứng với mũi 8. Trước khi mình đi vào ví dụ thì mình có một lưu ý. Đó chính là trong phổ proton NMA hay là phổ carbon cũng vậy, thì hai loại phổ này không thể phân biệt được hai đối phân. Bởi vì các proton của hai đối phân xuất hiện ở những vị trí giống nhau và sự chẻ mũi của hai đối phân cũng là giống nhau trong phổ proton, và những carbon của hai đối phân xuất hiện ở những vị trí giống nhau trong phổ carbon. Còn về những chất mà không phải là đối phân, về nguyên tắc thì đều có thể phân biệt bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Còn trong thực tế thì tùy trường hợp mà đôi khi vị trí cộng hưởng và cả sự chẻ mũi của những cái chất khác nhau có thể hoàn toàn trùng lắp với nhau.